Trời đất ơi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với video quý Chê Đa. Hôm nay lúc mà ngồi quay cái video này cảm thấy rất là vui. Tại vì còn khoảng 4.000 subscribe nữa thì Yến đã được nút bạc rồi, ghê không? Nói chung vui lắm, rất là vui luôn á. Kiểu là mình nhìn thấy được bao nhiêu nỗ lực cố gắng, những cái hôm đang tức hôn, những cái ngày ngồi suy nghĩ ý tưởng của mình bây giờ đã có thành quả rồi, cho nên là rất là vui. À, mọi người đang thấy Yến đang ngồi kiểu mình thích đàn ông á. Nhưng mà tại vì hôm nay vui quá, với cả là hôm nay trong cái video này, những cái phần ở dưới có ghi á là hôm nay Yến mua gì. Tại vì sáng nay Yến đã cảm thấy là mấy ngày liên tục Yến không có quay video, không có ra video mà dạng ngồi quay xong rồi đặt máy quay đàng hoàng á. Mà mấy hôm trước mình toàn quay bằng điện thoại không à. Hôm nay mình phải đặt máy mình quay đàng hoàng tại vì mấy hôm trước là mình bận chuẩn bị shop quá. Đó giống như cái video mọi người thấy Yến đóng đinh sơn tường đó, thì mình bận biểu quá xong mình bỏ bê cái việc làm vlog luôn, làm video luôn. Nên là hôm nay mình đã trở lại để ngồi đây quay video cho mọi người. Và sáng nay Yến đã quyết định là phải dậy sớm lúc 7 giờ, dù tối qua 1 giờ hơn mới ngủ. Để làm gì? Để thay đồ tươm tất xong rồi sau đó là đi mua mỹ phẩm và về quay cho mọi người. Hôm nay em mua được khá nhiều á, mình chi hơn khoảng 3 triệu mấy để mua những thứ trên bàn này và cho mọi người xem, để xem là hôm nay em đã mua gì và tại sao em mua những món này nha. Và đây là những thứ em đã mua được sáng nay, tụi mình cùng đổ ra coi trong bịch này có gì nha. Nhiều lắm luôn á, nhiều lắm luôn. Yeah. Wow. Trời ơi, bây giờ mọi người không biết đâu là Yến đang cảm thấy rất là vui và phấn khởi. Mặc dù mình mua cũng khá nhiều tiền á, nhưng mà cảm giác giống như hồi nhỏ lúc mà mình để dành thật nhiều tiền xong mà đi mua một cái món đồ mình thích vậy á. Thích lắm, vui lắm. Từ khi bắt đầu trở thành một cái con nghiện make up và làm đẹp á, thì bắt đầu cảm thấy trời ơi, mỗi lần mà đi mua thật nhiều thứ thật là vui. Mặc dù sau mỗi lần như vậy thì bóc mình bắt đầu kiểu cháy khét luôn. Đây là những cái món mà Yến đã mua trong cái đợt lần này rất là nhiều. Yến sẽ chia ra để chút nữa mình cùng có thể nhìn thấy rõ hơn và nói dễ hơn. Đầu tiên là chống nắng. Đây, Yến lại mua lại cái chống nắng của Anessa. Tiếp theo là chống nắng của Nivea. Rồi, xong chống nắng thì Yến có mua một cái chai sữa rửa mặt giảm sưng tấy đỏ da của Perfect Purity. Sau đó thì là một cái chai khoáng núi lửa của Vichy. Toner của Simple. Hai cái màu mắt của Edus How. Một cái chai keo dán mi giả của Vacosi mà Yến rất là thích. Mua lại một cái chai, một cái cây chút mascara của Maybelline. Mọi người coi video của Yến thì hay thấy cây này. Yến có mấy cây mà hết rồi. Yến cũng có mua một cái cây chân mày nữa của Cathidon. Đó. Xong rồi sau đó thì ngoài cái chân mày này thì Yến có mua một cái hộp chân mày của Bacosi. Rồi tiếp theo là cái này là chân mày, đúng không? Đúng rồi, cái này là chân mày của Đâu để Yến nhớ này. Cosi. Nó được đọc là K-O-S-E. Chắc là Cosi của Nhật Bản. Yến đọc là vậy, Yến cũng biết nữa. Nói chung là mọi người phải biết là trình độ tiếng Anh Yến ghê gớm lắm. Một cái bảng bao gồm highlight và má hồng của L'Oreal. Mà Yến nghĩ là cái bảng này Yến sẽ sử dụng làm kiểu là phủ trên mặt để cho da của mình nó sáng khỏe hơn. Một cái bảng má hồng của Floma. Yến mua cái bảng này tại vì nhìn thấy nó vui và má hồng ở nhà mình thì hơi thiếu. Đó, tiếp theo là một cái chai kem nền của Maybelline Fit Me. Thật ra là Yến có rất nhiều chai này rồi nhưng mà màu 125 thì mình chưa có, cho nên là mình phải mua. Và một cái bảng, một cái bộ để dành đi du lịch mà Yến chuẩn bị đi du lịch rồi, chuẩn bị Đà Lạt. Đó, cho nên là Yến thấy cái bộ này khá là tiện dụng. Ở trong đây có một bịch khăn giấy tẩy trang của Simple. Khăn giấy tẩy trang nó sẽ khác những cái loại khác, như là khăn giấy mình xài bình thường. Tí xíu nữa khác như thế nào thì Yến sẽ nói. Tiếp theo đó là một cái bảng, quảng cáo. Một cái chai dưỡng ẩm của Simple mà Yến rất là thích. Yến rất thích sản phẩm của Simple nhưng mà dạo gần đây đi tìm mua thì không thấy nhiều nữa, nên là cũng hơi buồn một chút xíu. Cái này là sữa rửa mặt dạng treo của Simple. Tất nhiên một cái chai nữa là toner của Simple. Đó, cái bộ này để dành đi du lịch. Thì ngoài ra mình có thể bỏ thêm những cái thứ khác nữa, nhưng mà tại vì Yến mua cái này vì nó đơn giản, gọn nhẹ và nó xinh. Yến rất thích cái màu xanh như vậy. Mặc dù màu của mình mê với là màu này nhưng mà cảm thấy nó ngọt. Đó, đó là tất cả những gì mà Yến đã mua hôm nay. Đó, và muốn giới thiệu và khoe với mọi người trong cái video này. Bây giờ thì tụi mình cùng đến với chi tiết từng món nha. Đầu tiên, nói về cái món mà Yến nghĩ là Yến đã chi tiền nhiều trong sáng nay á, đó là kem chống nắng. Mọi người biết không, khi mà mình bắt đầu thấy mình có tuổi, bắt đầu nhìn thấy da mình bị lão hóa rồi bắt đầu nhìn thấy là mình xấu hơn á, thì kem chống nắng là một trong những cái món mà mình không thiếu được. Có hai loại kem chống nắng mà Yến đã mua ở đây, đó là kem chống nắng của Anessa và kem chống nắng của Nivea. Thì cái Nivea này Yến được bạn Yến recommend cho, cho nên là Yến mua thử chứ cũng chưa xài nữa. Cái này thì có giá hình như là 97.000, khá là rẻ. Và Yến thấy đây nó có ghi là giảm đổ dầu rõ rệt và chống nắng hàng ngày. Đây là một cái sản phẩm bán chạy số 1 thế giới. Nói chung Yến không tin mấy cái này đâu. Yến chỉ nhìn thấy là bạn Yến có nói là xài cái này rất là thích, da của mình sẽ không có bị đổ dầu trong nguyên một ngày luôn, và nó chống nắng rất là tốt, nên là Yến mua về thử. Để Yến thử đã, xong Yến sẽ làm video share với mọi người cái cảm nhận của Yến. Còn cái Anessa này là cái sản phẩm Yến đã xài rồi. Cái này có giá là 528.000. Lần trước thì Yến có làm video recommend cho mọi người cái em này rồi. Thật sự là rất thích luôn á.
da của mình sau khi mà sử dụng cái này xong, mình cảm thấy là da của mình nó như là có một cái lớp nền mỏng nhẹ rồi. Và Yến cảm thấy là sau khi xài hết một cái chai Nessa này thì da mình trắng hơn rất là nhiều. Và trong một ngày khi mà buổi sáng mình sử dụng thì nó luôn trong tình trạng là mềm nhẹ và không có bị kiểu khô đi á, dù dạo này thời tiết Sài Gòn quá là nóng. Ngoài ra là lần này Yến mua thì được tặng thêm một cái chai kem trang điểm chống nắng BB cream và tông màu sáng. Khi nào xài được tông màu sáng thì sẽ khui ở đây luôn đó, dễ thương. Cái này thì có ba màu lận mọi người, màu vàng, màu trắng, ít màu vàng, màu xanh và màu bạc. Thì màu vàng là dành cho những cái bạn nào hay đi ra nắng nhiều và tụi mình thì cần dưỡng da rồi dưỡng ẩm và chống nắng cao á, thì cái này phù hợp. Màu xanh thì dành cho những bạn nào mà cần dưỡng ẩm cao, làm trắng da và ít đi ra nắng. Còn màu bạc thì không nhớ đó, nó có ba màu. Đây em coi cái chai này, ôi chai này bé xíu vậy nè. BB cream. Ồ, nó lỏng lét. Lỏng ơi lỏng. Beauty poster. Bé xíu. Đó. Ồ, cái này thích quá. Ôi, thích quá à. Ý cảm giác là cái chất này nó nhẹ y chang là cái gì chống nắng luôn. Ôi, thích quá à. Ôi, nó đã ăn vô da mình luôn nè. Cảm thấy như là da mình không có cái gì luôn á. Nó thơm cái mùi cam á. Rồi thích quá à. Lần sau Yến nhất định sẽ đi mua lại cái sản phẩm này ở dạng cây lớn, sau đó sẽ thử và sẽ recommend với mọi người. Yến thích quá. Trời, xuất sắc quá à. Nó thật sự là nó tiệm hẳn cho da Yến luôn nè, mọi người nhìn thấy không? Nó đã tiệm hẳn cho da Yến luôn nè. Trời ơi, đã ơi là đã luôn á. Mình rờ cảm thấy như là da mình không có cái gì hết á. Bị miết như vậy nhưng mà nó vẫn có nguyên trên da nè. Thích quá à. Đó. Rồi, sau khi chống nắng thì tiếp theo tới một cái sản phẩm mà Yến muốn nói tới, đó là ok, sữa rửa mặt. Thì Yến cũng được bạn recommend cho cái sữa rửa mặt này, tại vì cái sữa rửa mặt này nó có hạt chất là salicylic acid. Thì cái một trong những cái acid mà làm giảm thâm mụn và dành cho da mụn á là salicylic acid, đúng rồi. Đó thì nó dùng cho da mụn, thì Yến được bạn recommend cho cái này để Yến mua. Yến sẽ dùng thử sau đó sẽ giới thiệu với mọi người. Ok. Tiếp theo đó là cái này không phải lần đầu tiên Yến xài, nhưng mà đây là lần đầu tiên Yến mua. Những lần trước thì toàn xài ké thôi, là nó là khoáng núi lửa. Nó dành cho cái việc là dưỡng ẩm nè, rồi kiểu như là làm cho da của mình mềm mịn hơn, mình có thể đi chơi thoải mái mà không sợ là da bị tổn thương bởi những cái tác nhân bên ngoài á. Cái này khá là mắc, tuy nhiên Yến thấy là nó có rất là nhiều dưỡng chất cô đặc ở trong đây, cho nên là chi tiền được để làm đẹp thì phù hợp. Từ dạo gần đây sau khi mình phát hiện là mình bắt đầu có tuổi rồi nè, sau mình bắt đầu bị nhăn da, bị mấy cái tàn nhang, và mình bắt đầu phát hiện là mình càng ngày càng mê cái việc ngồi làm đẹp cho bản thân mình á, thì Yến thấy là mình sẽ bớt ăn đi, bớt đi chơi đi, nhưng mà không thể nào bớt mua đồ làm đẹp được. Tiếp theo, Yến có mua một cái chai kem nền của Maybelline Fit Me. Cái này thì Yến có video review rồi, và Yến thấy là kem nền này đang hình như đang hot trở lại, tại vì xài rất là thích, giá rẻ, chất tốt, bền lâu, nói chung là mọi thứ đều tụ hợp trong đây hết đó, nói chung là rẻ, xịn, tốt, nên là mua tiếp. Rồi, bảng màu mắt. Đây là hai bảng màu mắt mà Yến sáng nay lúc mà Yến vào cái store, thật ra sáng nay Yến không có định là mua nhiều tùm lum thứ như vậy đâu. Ban đầu là Yến chỉ định đi mua mấy cái cây glitter, mấy cái kim tuyến đánh mắt thôi, với lại một hai bảng màu mắt là xong. Nhưng mà cái shop Yến mua thì đóng cửa mất tiêu rồi. Yến cũng chẳng biết, mà Yến đã tới cái shop đó 3 lần và 3 lần đều không có mua được cái bảng màu mắt mà Yến đang cần, tại vì cái shop đó mới được order. Thế là Yến đã đi vào một cái shop bình thường bất kỳ mà Yến chưa bao giờ vô để mua đại sản phẩm, và vô đó Yến không thấy có cái gì hết ngoài hai bảng màu mắt này. Thường khi mà Yến không biết mua cái gì á thì Yến sẽ nhìn vào những cái sản phẩm mà Yến thấy đập vào mắt Yến đầu tiên mà có giá trung bình nữa. Thì Yến nhớ hai cái này, một cái có giá là 75.000 cho một cái bảng màu mắt như vậy. Yến thấy là nó được á, tại vì nó mình 75.000 để mình mua một cái màu mắt bé xíu như vậy, tính ra 75.000 mà một hộp 3-5 màu đi thì cũng sẽ là 350 thôi, nó đâu rẻ đâu. Nhưng mà nếu mình không có nhiều tiền thì mình có thể mua từng ô nhỏ 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 như vậy để xài thử đó. Lần sau thì Yến cũng sẽ xài thử em này xong cho mọi người cảm nhận về cái em này, coi là nó như thế nào, rồi có phù hợp không, có nên mua hay không đó. Hai bảng màu, một cái tông màu nâu và một cái tông màu đỏ của Edith Thanh Lục đó. Tiếp theo đó đó là highlight của L'Oreal. Không, Yến muốn khui cái này luôn, tại vì Yến muốn khui thôi chứ không có tại vì gì hết. Rồi thì nay Yến xàm lắm luôn á. Cái bảng này thì có giá là 175.000 đó. Yến thấy á, lần trước lúc mà Yến có collab với lại Liên Anh thì Yến thấy là Liên Anh làm cái này á, đánh lên trên mặt mình làm như kiểu là vừa làm highlight vừa tạo khối, nó vừa nhẹ vừa làm cho da của mình khỏe ngọt hơn á. Và Yến thì không phải là một đứa thích da sáng trắng, mà Yến thích da của Yến khỏe thôi, cho nên là Yến thấy cái này phù hợp. Dĩa chiếu nè, tất nhiên để chiếu thôi. Đây nè, mình sẽ đánh cái này thử. Nó có cái hạt nhẹ nhẹ,
không biết mọi người nhìn thấy không, Yến nghĩ là mọi người không thấy đâu, nên là lần sau Yến sẽ make up bằng trong cái bảng này. Ở dưới nó cũng có cái gương nữa nè mọi người. Ok, cái gương này cũng hơi xịn nữa, để mình đi đâu đó thì mình có thể dùng. Rồi một cái cọ nữa, mà Yến thì chẳng bao giờ sử dụng mấy cái cọ trong mấy cái bảng này đâu, chán lắm. Tiếp theo đó sẽ là toner của Symbol. Đến bây giờ cái toner mà Yến thích nhất là của sorry mọi người, đợi một tí, Yến lấy cái toner cho mọi người coi. Đây, đến bây giờ thì cái toner của Pure đó là cái toner mà Yến thích nhất. Nhưng mà Yến vẫn rất là muốn mua lại, mua thử cái chai của Symbol. Tại vì lần trước Yến có sử dụng dưỡng ẩm của Symbol rồi, và Yến rất là thích dưỡng ẩm của Symbol vì thứ nhất là cái giá của nó rất là rẻ, rẻ rất là nhiều so với những cái brand khác mà có chất lượng gần gần như vậy. Nhưng mà dưỡng rất là thích nha mọi người, dưỡng ẩm của Symbol siêu thích luôn. Mình dùng lên và mình thấy là nửa ngày hơn da mình mới bắt đầu có hiện trạng là cần dưỡng ẩm lại một lần nữa. Và giá rất là xịn, chất cũng rất là xịn, nhưng mà đã hết rồi và Yến đi tìm mua rất là nhiều lần mà không có. Thì sẵn đây đang nói về Symbol thì Yến sẽ nói về cái túi này. Yến chuẩn bị đi lạc lại rồi. Xong rồi Yến nói là Yến phải mua đồ dưỡng, tại vì trên Đà Lạt thì không khí hơi lạnh á. Thì đó, Yến đã mua cái bộ này bao gồm dưỡng ẩm nè, toner nè, rồi sữa rửa mặt, và có một cái túi tẩy trang nữa. Yến nghĩ là cái túi này nó hơi bé nhưng mà có thể nhờ ké đựng thêm vài thứ linh tinh đồ makeup mình đem theo á. Đó, đây là Yến mua. Tiếp theo đó sẽ là má hồng của Floma. Yến mấy lần trước Yến mua má hồng á thì Yến không thích có nhũ, tại vì Yến thấy nó, Yến thích matte hơn, nhìn nó dịu ngọt hơn á. Nhưng mà sau này bắt đầu bánh bèo lên rồi thì mình thấy là nếu mà má hồng mà có nhũ á thì làm cho da của mình khỏe hơn, nên là Yến mua cái bảng này. Cái bảng này đâu rồi ta? Ok, đây, nó kiểu là vừa pha giữa tông nâu nâu hồng vàng, nói chung là có nhũ nữa, nên sẽ làm, Yến nghĩ là sẽ làm cho da của mình nó kiểu là sáng khỏe hơn nhiều á, cho nên là Yến mua cái bảng này của Floma đó. Top of Rose. Tiếp theo đó là cái món Yến mua tiếp theo đó là chân mày. Lần này mua chân mày hơi nhiều, tại vì chân mày mọi người nhìn nè, đây là chân mày gốc chưa kể gì hết. Hôm nay thì Yến có dặm một tí xíu kêu sành lên thôi chứ chưa có make up gì đâu, thì mọi người thấy là chân mày Yến khá là đậm và đen rồi, nên là lần này Yến đã quyết định là sẽ đi mua chân mày. Tại vì mọi người nói Yến là suốt ngày dùng chì xé, không bao giờ mà recommend cho mọi người được cái loại nào hết, nên bây giờ quyết định rồi phải mua về xài để còn recommend, không thôi mọi người giận, mọi người không subscribe channel nữa. Nhớ là like và subscribe cái video này nha. Cái này là của Catidol, Yến đã xài cái cây này rồi, xài một lần rồi nhưng mà chưa có recommend bao giờ. Thì cây này là cái cây mà đầu tiên ưu điểm của nó là cái sợi phẩy ra rất là đẹp. Khuyết điểm của nó là cái gì? Rất nhanh hết và rất dễ bị hư. Nhưng mà giá của cây này hình như là rơi vào khoảng 100 ngàn hay sao. Với cái giá đó thì chấp nhận được với cái chất lượng mà nó đem lại. Lần sau sẽ làm video review em này cho mọi người nha. Tiếp theo đó là cái bảng chân mày dạng kem của Vacuzzi. Thì Yến thấy Vacuzzi là một cái sản phẩm, một cái brand mà kiểu là vừa trung bình vừa học sinh nữa, chất lượng thì cũng bình bình á. Nói chung là mọi người không thể nào mà cần ít tiền, không, câu đó phải là mọi người không thể nào mà đòi mua một cái sản phẩm rẻ tiền nhưng mà chất lượng của hai em đâu, không có đâu. Nhưng mà tốt tốt cũng được, cái hộp bao bì cũng dễ thương nè mọi người. Yến tưởng nó bị hư hộp chứ ai ngờ cái kiểu nó là như vậy. Xong đó thì mở ra, bên trong sẽ là một cái hộp như vậy. Cushion dạng chân mày, Yến thì chưa bao giờ sử dụng cushion dạng chân mày á, mọi người biết đó, Yến này thật kỳ xé không à. Đó, dễ thương nha mày, vui luôn. Nó có hai màu á mọi người, một cái màu đen, một cái màu xám nâu và một cái màu nâu đó. Xong mình sẽ dùng bút, mùi khó chịu quá. Xong mình sẽ dùng bút để vẽ lên, chấm lên và vẽ. Nói chung là Yến sẽ thử. Ê, bên đây xịn ghê, cho mình một cái cây trước chân mày cute. Á, cute quá, cute ghê, trời ơi, cute quá. Cái này thật là thật luôn á, một cái cây khẽ và một cái cây tiện. Ơi tiện á, cái này xịn tiện à. Thôi lần sau Yến sẽ recommend làm một cái video riêng về chân mày nha. Trời ơi, bắt đầu thấy là hôm nay Yến mua đồ chân mày nhiều, dễ thương, vui quá à. Đó, nó như vậy, 100 ngàn, được ha, được lắm luôn. Tiếp theo đó thì về chân mày thì mình còn có một cái cây cái cây tiếp theo á là một cái cây mascara và màu nâu dành cho chân mày. Thì cái sản phẩm này đến từ Nhật á, Yến thấy là Nhật nổi tiếng với lại mascara dành cho mắt và chân mày á, nên Yến mua. Đó, như vậy thôi. Xấu thật sự. Nói chung là Yến cũng sẽ trải nghiệm thử, xong rồi Yến cho mọi người cảm nhận nha. Tại vì Yến chưa trải nghiệm nữa nên Yến biết nói thì sao á. Rồi, tiếp theo sẽ là cái gì nữa ta. Keo dán mi giả của Vacuzzi. Mọi người biết á là makeup mà nếu mà thiếu keo dán mi giả và mi giả thì mắt của mình dù có làm kiểu nào thì nó cũng sẽ không long lanh nhất có thể. Mà Yến rất là thích cái keo dán mi giả của Vacuzzi, tại vì mắt của Yến khá là yếu, nếu mà Yến sử dụng lung tung á thì sẽ rất là khó chịu và cảm giác lúc nào cũng bị kéo kéo xuống vậy nè. Thì Yến sử dụng nhiều loại rồi và Yến vẫn thích nhất là cái keo của Vacuzzi, tại vì nó lỏng, nó dễ dính và lúc mình lấy ra thì mình có thể điều chỉnh ít hay nhiều là tùy thích của mình. Lần đầu tiên Yến mua cái keo dán mi giả mà được đựng trong cái hộp đẹp như vậy á, tại vì Yến nhớ mọi lần là nó chỉ không trong cái
nó chỉ là một cái chai keo trong cái túi bình thường thôi. Yến có biết là Yến có bị mua giả không đó. Nhưng mà cái này mắc hơn những cái chai khác khá nhiều. Yến mua với giá 70 mấy ngàn á. Mà lần này rất là đẹp nè. Đó. Nói chung là Yến rất là thích cái keo dán mi giả của Vacoxy. Và bạn bè hay hỏi là nếu mà mua keo dán mi giả thì mua loại nào á, thì Yến hay nói là mua Vacoxy đi. Rồi cái này Yến cũng sử dụng làm để dán mi lưới nữa. Yến thấy là cái keo dán mi lưới trong cái hộp mi lưới mà bình thường mình mua á, mình sử dụng dán mi lưới là mắt của Yến chịu không nổi luôn á, kiểu là nó cay mà nó khó chịu lắm. Nhưng mà Yến sử dụng Vacoxy, Yến dán lên thì thấy thoải mái, bình thường, nhẹ, không có cảm giác gì hết, giống như là mình chưa dán luôn. Cho nên là Yến sử dụng lại và mua lại. Chai này chắc chai mấy chục rồi, tại vì Yến mua rất là nhiều rồi. Lần đầu tiên được mua chai keo mà trong cái hộp đẹp như vậy. Đó, Yến vừa lượt qua cho mọi người xem những cái món mà Yến mua hôm nay. Đa phần là những cái món mới Yến chưa sử dụng bao giờ. Và có mua lại một vài thứ nữa. Và những cái thứ đó thì Yến đều có video hết rồi. Nếu chưa coi thì có thể vào click của Yến coi nha. À, nếu thích thì nhấn like, subscribe channel của Yến nha. Video đến đây là kết thúc rồi. Hy vọng là mọi người thích cái video này. Và nếu thích, nói con này hoài mọi người giận. Nói chung là Yến sẽ cố gắng trải nghiệm thật là nhanh những cái sản phẩm này và quay video cho mọi người. Vậy nha, bây giờ thì video đến đây kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại những video lần sau. Bye bye.